Hello, Vlog và Đức Pít xin gửi lời chào đến tất cả quý khán giả. Rất vui được gặp lại quý khán giả trong chương trình trò chuyện về bóng đá Việt Nam tối ngày hôm nay, ngày 13 tháng 3 năm 2024. Cách đây một giờ đồng hồ thì Dũng cũng đã tranh thủ lên sóng một cái đoạn công chiếu clip về cái chuyến tác nghiệp chiều ngày hôm nay tại Long An. Và cho đến thời điểm này thì mới chỉ hơn một tiếng đồng hồ thôi nhưng mà cũng đã có 10.000 lượt view dành cho cái chuyến tác nghiệp đó rồi. Có thể nói là rất là vui khi nhận được cái sự quan tâm và ủng hộ của quý khán giả. Tối ngày hôm nay thì chúng ta cũng đã thưởng thức một loạt các cái trận đấu ở vòng 1/8 của cúp quốc gia. Dũng thì tác nghiệp cái trận đấu giữa câu lạc bộ Long An và câu lạc bộ BKMX Bình Dương và cũng đã được chứng kiến cả ba bàn thắng của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Trong đó thì Nguyễn Tiến Linh, Bùi Vĩ Hào và Nguyễn Hải Huy là ba cầu thủ đã ghi bàn thắng có thể nói là rất đẹp mắt dành cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương, qua đó giúp cho các học trò của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức giành chiến thắng với tỷ số chung cuộc là 3-1 trước đội chủ nhà Long An, qua đó là ghi tên vào vòng tứ kết của cúp quốc gia. Trong khi đó thì ở những trận đấu khác thì trên sân của câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An, Sơn Vinh thì câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã bất ngờ để thua câu lạc bộ SHB Đà Nẵng với tỷ số là 0-1. Đây có thể nói là một trận thua đầy bất ngờ của các học trò huấn luyện viên Như Thuật. Và điều này đồng nghĩa là câu lạc bộ Sông Lam Nghệ An đã dừng bước ở vòng 1/8 của cúp quốc gia, trong khi là SHB Đà Nẵng góp mặt ở vòng tứ kết. Ở trên sân Quy Nhơn thì câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định đã giành chiến thắng với tỷ số là 1-0 trước câu lạc bộ Maryland Quy Nhơn Bình Định, qua đó là ghi tên vào chơi ở vòng tứ kết của cúp quốc gia. Còn ở trên sân vận động Hàng Đẩy, ở trận đấu tâm điểm của lượt trận ngày hôm nay thì câu lạc bộ Thể Công Viettel đã xuất sắc đánh bại câu lạc bộ Công an Hà Nội với tỷ số là 1-0. Như vậy là ở hai trận đấu liên tiếp diễn ra trên sân Hàng Đẩy giữa câu lạc bộ Thể Công Viettel và câu lạc bộ Công an Hà Nội, chỉ trong vòng 5 ngày thì các học trò của huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng đều giành chiến thắng. Đầu tiên là chiến thắng với tỷ số rất đậm 3-0 trước Công an Hà Nội ở vòng 13 V-League. Và bây giờ là việc thầy trò huấn luyện viên Nguyễn Đức Thắng, câu lạc bộ Thể Công Viettel loại câu lạc bộ Công an Hà Nội ở vòng 1/8 của cúp quốc gia. Có thể nói đây là một cái kết quả mà khiến cho rất là nhiều người ngạc nhiên vì cái màn trình diễn của Công an Hà Nội ở trận đấu ngày hôm nay, cũng tiếp tục một lần nữa khiến cho những ai mà yêu mến và ủng hộ Công an Hà Nội cũng như là ủng hộ cho huấn luyện viên Kiatisak thì sẽ cảm thấy rất là lo lắng. Có lẽ là trong thời gian tới đây, khi mà V-League quay trở lại vào cuối tháng này thì huấn luyện viên Kiatisak sẽ còn rất là nhiều việc phải làm để mà giúp cho cái lối chơi của câu lạc bộ Công an Hà Nội trở nên là thanh thoát hơn. Ngày hôm nay thì hàng tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội thi đấu một cách khá là bế tắc. Ở trên màn hình mà quý khán giả đang theo dõi đó là những cái hình ảnh mà Vlog ngoài đường pit đã quay được ở trên sân Long An vào chiều ngày hôm nay. Trong đó thì đã có những cái bàn thắng phải nói là khá là đẹp của câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Đặc biệt là cái bàn thắng mà nâng tỷ số lên 3-0 của Nguyễn Hải Huy. Thực sự là một pha ghi bàn rất là đẹp mắt. Còn với Nguyễn Tiến Linh thì ngày hôm nay, ngay trước thềm mà bạn ấy lên triệu tập hội quân cùng với đội tuyển Việt Nam thì Tiến Linh đã kịp ghi cho mình một cái bàn thắng rất là quan trọng. Đây đã là trận đấu thứ hai liên tiếp mà Nguyễn Tiến Linh lập công cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Và tối nay sau khi mà kết thúc trận đấu thì Vlog ngoài đường pit cũng đã đặt ra cái câu hỏi cho huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức để anh đánh giá về hai cầu thủ chuẩn bị góp mặt ở đội tuyển Việt Nam, đó là Nguyễn Tiến Linh và Võ Minh Trọng. Thì theo đó anh Lê Huỳnh Đức đã dành những cái lời khen ngợi cho Nguyễn Tiến Linh bởi những gì mà bạn ấy thể hiện ở trận đấu ngày hôm nay có thể nói là rất ấn tượng. Và một cái điều mà chúng ta có thể lưu ý đó là Tiến Linh thay vì đá ở vai trò là một trung phong cắm thì Tiến Linh lại thường xuyên là lùi về tới tận giữa sân để mà phối hợp cùng với các đồng đội. Điều này cho thấy rằng là Nguyễn Tiến Linh đang nỗ lực từng ngày để mà cải thiện cái lối đá của mình để trở nên là phù hợp hơn với tất cả những cái yêu cầu của huấn luyện viên Lê Huỳnh Đức đề ra cũng như là với huấn luyện viên trưởng của đội tuyển Việt Nam, ông Philippe Thuse. Rõ ràng là để mà phù hợp với cái lối chơi kiểm soát bóng
thì cũng phải có cái khả năng là bao quát trận đấu, phối hợp cùng với các đồng đội, và thậm chí là phải sẵn sàng lùi về giữa sân để nhận bóng hoặc là tranh chấp bóng giống như là một tiền vệ trung tâm vậy. Và có thể nói là với những gì mà Tiến Linh thể hiện ở trong quãng thời gian vừa qua thì chúng ta phải dành những cái sự ghi nhận cho tiền đạo gốc Hải Dương này. Đây là bàn thắng mà của Tiến Linh nè, nâng tỷ số trận đấu lên thành 2-0 cho câu lạc bộ BKMX Bình Dương. Vlog ngoài đường pit rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho phần điểm tin của mình. Và nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn quý khán giả rất nhiều. Còn bây giờ thì chúng ta sẽ đến với cái thông tin tiếp theo về bóng đá Việt Nam. Trong lúc mà mình đang tác nghiệp ở sân Long An thì mình nhận được hàng loạt các cái thông tin từ các khán giả. Họ gửi cho mình cái thông báo về cái một cái câu chuyện, đó là câu lạc bộ Hà Nội đã từ bỏ cái thương vụ chiêu mộ cầu thủ Nguyễn Đình Bắc. Tiền đạo 19 tuổi Nguyễn Đình Bắc đã đổi ý không đầu quân cho Hà Nội FC mà gia nhập một đội bóng khác. Ngày 9 tháng 3 thì Hà Nội FC thông báo mượn thành công Nguyễn Đình Bắc từ câu lạc bộ Quảng Nam và dự kiến là trao cho cầu thủ này cái số áo 28. Thậm chí là câu lạc bộ Hà Nội cũng đã gửi cho công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam cái việc đăng ký Đình Bắc với số áo là 28. Và đến chiều ngày hôm nay, chính xác là phải hơn 3 giờ thì cái danh sách này, cái tên của Đình Bắc ở trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá, của công ty cổ phần bóng đá chuyên nghiệp Việt Nam VPF á, ở trên cái phần đăng ký cầu thủ của các câu lạc bộ á, thì mới bị gỡ tên xuống. Tên Đình Bắc mới bị gỡ ra khỏi câu lạc bộ Hà Nội. Thì điều đó nó đã một lần nữa chứng minh rằng là cái thương vụ này đã không thành công. Ở cái vòng đấu trước thì câu lạc bộ Hà Nội đã không đăng ký Đình Bắc ở cái trận gặp câu lạc bộ Hà Tĩnh tại cúp quốc gia vào ngày 12 tháng 3, lý do là không kịp để đăng ký. Thế nhưng mà cuối cùng thì một câu chuyện khác còn quan trọng hơn, đó là cái thương vụ này nó đợi bị đổ bể ở phút cuối. Lý do là người đại diện của Đình Bắc và Đình Bắc đã không thể thống nhất được với câu lạc bộ Hà Nội, mà theo như những đồn đoán là liên quan đến tiền lót tay của bạn Đình Bắc này. Người đại diện của Đình Bắc thì đã thông báo đến các bên liên quan rằng là có đội bóng khác cũng đã để mắt đến tiền đạo của đội tuyển Việt Nam, tiền đạo trẻ của đội tuyển Việt Nam đó. Chiều nay thì Hà Nội FC cũng thông báo là trả Đình Bắc về lại Quảng Nam. Ở tuổi 19 thì tiền đạo người Nghệ An vẫn nằm trong diện phụ thuộc vào quy định đào tạo trẻ nên không thể tự ý ra đi. Nếu phá hợp đồng với câu lạc bộ Quảng Nam thì số tiền đền bù có thể lên tới hàng chục tỷ đồng. Với trường hợp của Đình Bắc là như vậy. Tuy nhiên là nếu mà có đội bóng khác mà quan tâm đến Đình Bắc và sẵn sàng là giúp cho Đình Bắc phá cái hợp đồng này thì thực sự là cũng là khiến cho chúng ta phải choáng váng bởi cái độ hot của cầu thủ này. Xin được chia sẻ cùng với quý khán giả cái thông tin liên quan đến Đình Bắc. Cũng trong chiều ngày hôm nay thì khi mà mình đăng cái đoạn clip mà lúc tối nay cả nhà đã xem đó đúng không ạ? Là lúc mà mình đến sân Long An thì mình có quay một cái thông tin. Đó là cái thông tin về việc là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã thỏa thuận thành công với câu lạc bộ Công an Hà Nội vào sáng ngày hôm nay để giữ lại tiền vệ Sầm Ngọc Đức. Như vậy là thương vụ Sầm Ngọc Đức sẽ không chuyển đến, không quay trở lại câu lạc bộ Công an Hà Nội mà bạn ấy sẽ tiếp tục thi đấu hết cái mùa giải này cho câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Đây là một thông tin rất là vui dành cho người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Bởi vì trước đó thì mình cũng đã chia sẻ cái thông tin là Patrick Lê Giang sẽ ở lại và bây giờ là thêm Sầm Ngọc Đức. Cái vấn đề là sau đó thì phía câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cũng sẽ chuyển Võ Huy Toàn, tiền vệ vừa quay trở lại thi đấu sau một cái quãng thời gian bị chấn thương và có đóng góp một cái bàn thắng ở cái trận đấu gặp câu lạc bộ BKMX Bình Dương á. Thì bây giờ là Huy Toàn sẽ ra thi đấu cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở nửa mùa giải tới đây. Như vậy là đây là một cái cuộc trao đổi mà đôi bên cùng có lợi. Dù sao thì ở vị trí mà Võ Huy Toàn đang thi đấu ở câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh thì có những cầu thủ đá ở vị trí cánh đó rất là tốt, chẳng hạn như là Thanh Thảo hay là Vũ Tín, cho nên là cũng vì vậy mà huấn luyện viên Phùng Thanh Phương đồng ý là tạo điều kiện cho Võ Huy Toàn chuyển sang chơi cho câu lạc bộ Công an Hà Nội ở trong thời gian tới đây. Một thương vụ mà có thể nói là mang lại cũng nhiều cái niềm vui cho người hâm mộ của câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh. Và với bản thân của anh Phùng Thanh Phương, bây giờ thì câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh đã có thể là yên tâm tiếp tục hướng tới những cái
chặng đường tiếp theo ở sân chơi V-League 2023-2024 sẽ quay trở lại vào cuối tháng này được rồi. Xin được chia sẻ thông tin này đến với quý khán giả. Vlog ngoài đường pitch rất là cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho chương trình livestream của mình vào tối ngày hôm nay. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh được không ạ? Xin cảm ơn cả nhà rất nhiều. Bây giờ chúng ta sẽ đến với phần tương tác luôn. Xin mời cả nhà. Tặng ngay đi lấy lộc xinh xỉu khi mua 4 lốc sữa lốc Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn. Xin được gửi lời chào đến bạn bóng đá Việt Nam. Xin chào bạn Huỳnh Đức Lợi. Xin chào bạn Ngày Mới. Xin chào bạn Nguyễn Bảo Nam. Dự là sự nghiệp của em sẽ tụt dốc không phanh với những thông tin được lan truyền như thế này. Đen cái là người đại diện của em chắc cũng hơi ảo tưởng, nhưng chưa biết thực hư điều khoản như thế nào anh nhỉ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Bảo Nam. Cái vai trò của người đại diện cầu thủ thì rất là quan trọng. Và trường hợp của Đình Bắc thì chúng ta cũng chưa thể chắc chắn được một cái điều gì. Nhưng tất nhiên là cái xác nhận đầu tiên là đến từ phía câu lạc bộ Hà Nội dành cho giới truyền thông. Chúng ta cũng thấy rồi, hàng loạt tất cả các tờ báo uy tín đều đã đăng tải cái thông tin này. Câu lạc bộ Hà Nội đã xác nhận thì họ mới dám đăng. Và việc mà không lấy Đình Bắc thì thực sự đây là một cái thiệt thòi cho cá nhân của Đình Bắc. Chưa rõ là có câu lạc bộ nào đã tiếp cận với Đình Bắc. Tuy nhiên là để mà có được một cái thương vụ thành công với cái số tiền đền bù rất là lớn dành cho câu lạc bộ Quảng Nam thì thực sự đây là một cái rào cản không hề dễ dàng một chút nào dành cho người đại diện của Đình Bắc cũng như là cho bản thân của bạn ấy. Còn quay trở về câu lạc bộ Quảng Nam thì rõ ràng là người ta sẽ một lần nữa nhìn vào anh Văn Sĩ Sơn, một người mà trong khoảng thời gian vừa qua cũng đã có những cái án kỷ luật dành cho Đình Bắc vì vi phạm vào cái quy chế liên quan đến tập trung để tập luyện về thời gian. Và chính vì vậy mà Đình Bắc cũng đã bị treo giò ở một số trận đấu tại V-League. Nếu như cái thương vụ mà chuyển nhượng đến một câu lạc bộ nào đó mà không thành công, Đình Bắc quay trở lại Quảng Nam thì chắc chắn là bạn ấy sẽ phải nỗ lực hơn rất nhiều để chứng minh cho huấn luyện viên Văn Sĩ Sơn rằng là bạn ấy toàn tâm toàn ý thi đấu cho đội bóng. Chưa nói thiệt là nếu mà xảy ra một loạt các cái vấn đề liên quan như thế này đến bản thân của Đình Bắc ở cái thời điểm hiện tại như thế này thì không biết là các bạn suy nghĩ như thế nào. Các bạn có cảm thấy lo cho cái tâm lý của một cầu thủ có tuổi đời còn quá trẻ như Đình Bắc hay không, khi mà bây giờ bạn ấy lên thi đấu cho đội tuyển Việt Nam? Đó là cái câu hỏi mà chúng ta cần phải đặt ra. Xin chào bạn Kim Mây, xin chào chị Thúy Phạm. Bạn bóng đá Việt Nam, chúc ông vua SHB Đà Nẵng lượm cúp hạng nhất quá mạnh. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn bóng đá Việt Nam. Xin chào bạn Trịnh Tiến Lên. Chào Dũng nhé, Thanh Hóa đá ổn nhỉ. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của anh Trịnh Tiến Lên ạ. Ngày hôm qua thì Đông Á Thanh Hóa cũng đã ghi tên vào vòng tứ kết cúp quốc gia rồi. Đây là giải đấu mà họ đang là đương kim vô địch nữa, cho nên là họ thể hiện cái sức mạnh cũng là điều đương nhiên ạ. Đông Á Thanh Hóa thì dĩ nhiên là đã ổn rồi. Dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên Veliza Popov thì đội bóng này luôn được đánh giá là một trong những ông lớn, phải nói là một trong những ông lớn, một trong những đối thủ khó chịu cho mọi đội bóng có tham vọng đua vô địch ở V-League cũng như là ở sân chơi cả cúp quốc gia luôn ạ. Xin chào bạn Khoa Trần, bạn Xoan Tan, danh chung ghi bàn trong tư thế không việt vị. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Xoan Tan. Lúc nãy mình cũng có coi cái tình huống đó, một tình huống mà nhạy cảm. Dạ, mình xin được chia sẻ là dưới góc nhìn của mình thì mình thấy đây là một tình huống nhạy cảm. Danh chung có thể đã không việt vị. Xin chào bạn mèo con hết hốc xương, 30 giây quảng cáo mẫu áo khoác mới rất đẹp. Dũng cảm ơn bạn mèo con hóc xương rất nhiều ạ. Mèo con hết hóc xương. Ngày mai thì áo khoác mới về và mình cũng sẽ gửi đến cho các khách hàng đã đặt hàng. Phần áo còn lại thì mình để dành cho các thành viên trong đoàn du lịch bóng đá của mình. Tại vì sẽ tặng cho các thành viên trong đoàn những chiếc áo khoác như vậy để mọi người mặc. Thứ nhất là mặc nó sẽ dễ nhận biết nhau khi di chuyển, đặc biệt là ở sân bay hay là ở các cái
khu du lịch á, thì mặc cái áo cùng màu với nhau thì dễ tìm thấy nhau hơn. Ngoài ra thì đi ra sân cũng vậy, mặc cái áo cùng màu thì dễ tìm được nhau. Còn lại thì một số mình cũng in ra để mà bán nữa, cho nên là quý khán giả nào mà quan tâm thì có thể là ngày mai khi mà mình về và mình quay clip, sau đó mình sẽ up cái thông tin của áo lên website của mình, đó là pit.vn, để cả nhà có thể dễ dàng lên và đặt hàng. Một cái áo khoác là giá là 350.000, vải là chất liệu là vải mát. Cái áo khoác này thì mặc ở miền Nam là phù hợp nhất, bởi vì chống nắng là một, thứ hai là buổi chiều buổi tối mà có gió xe lạnh thì mặc cái áo này là đúng là lý tưởng luôn ạ. Xin chào bạn Trương Tú TV, công an Hà Nội có vẻ chững lại rồi anh nhỉ. Ngày hôm nay thì thêm một lần nữa anh Kia Ti Sắc lại đau đầu vì lối chơi của công an Hà Nội cũng như là cái thành tích. Bây giờ thì một đội bóng tham vọng nhưng lại rơi ở cúp quốc gia. Đây sẽ là một cái lời cảnh báo đến một cái quãng thời gian khó khăn sắp tới mà anh Kia Ti Sắc sẽ phải đối mặt. Cầm trong tay một lực lượng chất lượng như vậy nhưng thành tích mà không tốt thì dĩ nhiên là người thuyền trưởng sẽ là người chịu trách nhiệm đầu tiên. Áp lực lắm đó. Xin chào bạn Lê Quang Truyền. Nam Định hôm nay đã không hay, thể lực yếu, truyền bóng sai nhiều. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lê Quang Truyền ạ. Hôm nay thì nói thiệt là Dũng chỉ cập nhật được thông tin thôi. Còn Dũng không xem được trận đấu giữa Thép Xanh Nam Định và đội chủ nhà Maryland Quy Nhơn Bình Định. Mình tác nghiệp xong ở sân Long An là 7:45 là mình dựng clip và mình đi về luôn. Trên đường về thì mình có mở cái trận đấu giữa Công an Hà Nội và Thể Công Việt Theo. Tuy nhiên là mình cũng không xem được mà mình chủ yếu là mình để nghe cái tiếng thôi. Xin được chia sẻ với quý khán giả. Còn trận Thép Xanh Nam Định là thực sự là không nghe, không xem được phút nào luôn. Mình chỉ biết kết quả thôi. Xin chào bạn bóng đá Việt Nam. Chung kết U20 nữ Triều Tiên với U20 nữ Nhật Bản. Ách ơi hấp dẫn. Hơi tiếc cho các cô gái vàng Việt Nam vào toàn đội mạnh thật. Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Xin chào bạn Võ Văn Hải. Công an Hà Nội đội hình không có chiều sâu, khó mà đua vô địch. Xin cảm ơn bạn Võ Văn Hải. Sắp tới đây sẽ là một cái giai đoạn rất là khó đó, như Dũng vừa mới trình bày ở cái thời điểm vừa rồi đó. Thì mình nghĩ rằng là anh Kia Ti Sắc, khi mà anh đang cầm một lực lượng có nhiều ngôi sao, nhiều thành viên của đội tuyển quốc gia, nhưng đá mà có kết quả không tốt thì bản thân anh ấy sẽ chịu một cái áp lực rất là lớn. Xin được chia sẻ với bạn. Xin chào bạn Ngọc Hoa, bạn Lâm Phan. Hàng tấn công của Công an Hà Nội đã không tốt tí nào, vậy thì làm sao mà vô địch được? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn. Một mình Giovane, cả nhà có thấy là bạn ấy hơi đơn độc không? Trong khi là các cầu thủ ngoại khác thì thể hiện không được tốt. Có khi nào là ngay thời gian tới đây thì John Clay sẽ được Công an Hà Nội lấy về không? Không cho Hoàng Anh Gia Lai mượn nữa. Lúc này thì thực tế là John Clay cũng không được Hoàng Anh Gia Lai đăng ký. Có thể là anh Vũ Tiến Thành, anh ấy ưng Rao rồi, thì anh ấy giữ lại Rao thì sẽ trả lại John Clay. Và Công an Hà Nội sẽ thay thế John Clay cho một vị trí khác ở hàng tấn công của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Xem ra thì John Clay bạn ấy đá rất là hay dưới thời của dưới màu áo của Công an Hà Nội, đúng không ạ? Có khi là quay trở lại thì lại tỏa sáng. Xin chào bạn Minh Đức Quảng Bình. Chào anh Dũng, Thể Công Việt Theo ngoại binh đẹp trai đá hay. Bruno đá hay quá. Thực sự thì cái pha mở tỷ số trận đấu, cái pha ghi bàn đó quá hay luôn. Thứ nhất là vừa nhanh, lướt qua một cái là ngay lập tức là đưa bóng vào lưới luôn. Tức là cái động tác rất là chuẩn, chuẩn đến từng chi tiết luôn. Chứ nếu mà để trái bóng trôi thêm một tí nữa rồi mới bắt đầu là giang chân để sút á, thì rất có thể là cái quỹ đạo bóng nó sẽ không còn chính xác nữa. Xin chào bạn Lê Minh Phong. Chào Dũng, nếu để Tuấn Anh đá vị trí tiền đạo lùi thì Dũng thấy sao? Vì mình thấy Tuấn Anh thoát pressing tốt, với những cú sút của Tuấn Anh rất kỹ thuật và khó chịu, gây khó khăn cho thủ môn. Xin cảm ơn anh Lê Minh Phong ạ. Tuấn Anh chưa bao giờ mình thấy đá tấn công mà đá tiền đạo mà dứt điểm hay đá dứt điểm hay cả. Ngay cả trong tập luyện cũng vậy,
Tuấn Anh luôn là một trong những cầu thủ mà dứt điểm thiếu chính xác nhiều nhất ở Hoàng Anh Gia Lai. Bạn ấy có kỹ năng phải nói là tuyệt vời ở vị trí tiền vệ, nhưng mà bạn ấy mà kêu bạn ấy đi đá tiền đạo hay là đá tiền đạo lùi thì coi như là thảm họa, vì cái khả năng mà dứt điểm mà gọi là dứt điểm mà hiểm hóc để mà ghi bàn trong các cái tình huống mà khi đi tập luyện á, mình cũng đã thấy là Tuấn Anh một là dứt điểm thẳng vào chỗ thủ môn, hai là bạn ấy sút ra ngoài không, chứ bạn ấy ít khi mà thực hiện được những cái tình huống đá tập mà đá ăn lắm, đá ăn bàn lắm, cho nên là mình nghĩ là khó. Các huấn luyện viên họ sẽ theo sát các cái buổi tập và họ nhìn cái cách tập, nhìn cái cách dứt điểm để họ lựa chọn cái vị trí phù hợp. Thì với Tuấn Anh thì mình nghĩ rằng là bạn ấy sẽ là vẫn phù hợp nhất với cái vai trò là điều tiết thế trận. Xin chào bạn Kim Sơn, bạn Xoan Tan, Hoàng Đức vẫn đẳng cấp, cầm bóng rất chắc. Trận đấu ngày hôm nay là một cái tín hiệu vui cho đội tuyển Việt Nam và cho bản thân của Hoàng Đức. Ngày mai thì bạn ấy cùng với Tiến Linh rồi Minh Trọng rồi rất là nhiều các cầu thủ của cả thể công Viettel, Công an Hà Nội sẽ hội quân ở đội tuyển. Thì hy vọng rằng là với một cái màn trình diễn rất là tốt ngày hôm nay sẽ là một cái động lực rất là lớn về mặt tinh thần để Hoàng Đức hướng tới những cái trận đấu tiếp theo ở vòng loại World Cup cùng với đội tuyển Việt Nam. Xin được chia sẻ với bạn. Xin chào bạn Duy Nguyễn. Vậy Gia Lai có thêm ai không anh Dũng? À không em, trong chương trình tối ngày hôm qua thì anh đã nói rồi, anh Vũ Tiến Thành sẽ không lấy thêm ai nữa. Xin chào bạn Phan Quang Phú. Ông Tuchel cầm quân lâu rồi mà đội hình vẫn không đâu vào đâu và cầu thủ không đoàn kết như thời thầy Park. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phan Quang Phú. Xin chào anh Nguyễn Ngọc Phương. Anh like cho em lên sóng muộn vậy em? Dạ, ngày hôm nay thì em vừa đi Long An về. Em cũng đi tác nghiệp mới về thôi. Thì về nhà là cũng đã hơn 9 giờ rồi. Và sau khi mà xem xong cái trận đấu giữa Thể Công Viettel với Công an Hà Nội thì em tranh thủ ăn tối rồi bắt đầu là lên sóng luôn. Xin chào bạn Vũ Minh Hải. Bạn Trương Thị Nga. Anh đánh giá thế nào về những trận đấu tiếp theo của Nam Định ở giai đoạn lượt về? Lần lượt là Hà Nội sân khách, Bình Định sân nhà, Bình Dương sân nhà, Công an Hà Nội sân khách, Hoàng Anh Gia Lai sân khách, Thể Công Viettel. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Trương Thị Nga. Nói chung là tất cả các trận đấu sẽ đều khó khăn. Muốn lên ngôi vô địch thì sẽ còn trải qua rất là nhiều cái thử thách. Về cái khoảng cách điểm thì bây giờ cũng chưa là gì so với cái cuộc đua vô địch cả. Bởi vì Nam Định lúc này cũng chỉ hơn đội nhì bảng đó là BKMX Bình Dương có đúng 3 điểm mà thôi. Và những cái nhóm bám đuổi thì họ cũng đã vượt qua cái cột mốc 20 điểm, Nam Định thì 29 điểm. Những đội như là Công an Hà Nội 22, Đông Á Thanh Hóa 22, Maryland Quy Nhơn Bình Định 21 hay là thậm chí Hà Nội FC thì họ cũng đã 19 điểm. Lượt về tới 13 vòng đấu chuyện gì cũng có thể xảy ra. Đó có lẽ là lý do mà lãnh đạo của câu lạc bộ Thép Xanh Nam Định họ gấp rút tăng cường lực lượng, họ lấy Tuấn Anh về để làm dày thêm cái đội hình ở tuyến giữa của họ. Họ có cơ sở hết. Họ lấy Lucas đá ở vị trí trung vệ. Đó, để chúng ta thấy được rằng là họ cũng tính toán rất là kỹ cho cái chặng đường dài hơi tiếp theo ở giai đoạn lượt về. Xin chào bạn Võ Văn Hải. Trung phong cắm thì Việt Nam không ai hay hơn Tiến Linh. Tiến Linh là toàn diện cho một trung phong cắm. Không biết sao cứ nhiều người cứ chê Tiến Linh nhưng họ không hiểu trung phong cắm việc cần nhất là ghi được bàn thắng là xong nhiệm vụ. Dạ, xin cảm ơn chia sẻ của bạn Võ Văn Hải. Mình luôn luôn lên tiếng bênh vực cho Tiến Linh trong suốt một khoảng thời gian rất là dài. Kể cả khi mà mọi người chỉ trích thì mình cũng nói thiệt là không ai thay thế được cái vai trò trung phong cắm của Tiến Linh cả. Cho đến thời điểm này thì không một tiền đạo nào giống được với Tiến Linh ở cái vị trí là tiền đạo cắm. Cái này khi mà mình đưa ra các cái nhận định như vậy á, là mình không phải lấy từ cái quan điểm cá nhân của mình mà mình sẽ tập hợp từ cái chia sẻ từ các cầu thủ họ chia sẻ cho mình.
Xin chào anh Đào Mạnh Cường. Dũng ơi, cúp quốc gia không áp dụng VAR hay sao? Dạ, vòng 1/8 vẫn không áp dụng ạ. Em nhớ là hình như là bán kết và chung kết thì hình như có áp dụng VAR. Xin chào anh Vũ Mạnh, em cảm ơn lời chúc của anh. Xin chào bạn Phùng Văn Văn. Công an Hà Nội hôm nay tập trung quá nhiều vào trung lộ dẫn đến bế tắc trong khâu ghi bàn. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Phùng Văn Văn. Xin chào bạn Lưu Gaming. Mong Trung Vinh có thể khỏa lấp được chỗ trống của Huy Toàn để lại. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Lưu Gaming. Nói thiệt là cần phải nhận định một cách chính xác là Lê Trung Vinh chưa đủ trình để đá ở V-League. Thực sự là bạn ấy chưa đủ trình để đá ở V-League. Có lẽ nếu thiết thực nhất thì anh Phùng Thanh Phương nên tạo điều kiện cho Lê Trung Vinh về thi đấu cho Bà Rịa Vũng Tàu để bạn ấy còn được ra sân. Chứ nếu trong khoảng thời gian tới đây mà vẫn để Lê Trung Vinh ở câu lạc bộ nhưng mà không đăng ký hoặc là không sử dụng bạn ấy thì biết bao giờ bạn ấy mới phát triển được cái năng lực. Còn ở thời điểm hiện tại thì nói hơi tàn nhẫn một chút nhưng Vinh không thể đá được ở V-League. Mình xem Trung Vinh đá lâu rồi, nói chung là lâu rồi. Từ cái thời mà bạn ấy đến câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh mình đã quan tâm, sau đó là bạn ấy không có được vị trí, lại chuyển về Bà Rịa Vũng Tàu ở nửa mùa vừa rồi. Nửa mùa trước đó. Và khi mà về Bà Rịa Vũng Tàu và đá đến trận thứ 2, trận thứ 3, mình xuống dưới Bà Rịa mình xem, lúc đó Lê Trung Vinh ghi bàn luôn. Bạn ấy càng đá càng tốt, nhưng mà cái tốt ở đó là đủ để đá ở giải hạng nhất thôi. Còn khi bạn ấy quay trở về lại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh ở giai đoạn trước mùa này và bắt đầu tập luyện thì mình thấy là bạn ấy càng tập thì bạn ấy lại càng bị khớp. Đỡ bóng rất lóng ngóng, đỡ bóng toàn văng xa không. Thì điều đó mình cảm thấy rằng là Trung Vinh đang gặp vấn đề về tâm lý. Và bạn ấy có lẽ là cần phải được rèn giũa thêm nữa. Nếu về câu lạc bộ Bà Rịa Vũng Tàu thì chắc chắn là bạn ấy sẽ được đá nhiều. Đó là cơ hội để bạn ấy thể hiện và tiến bộ hơn. Chứ thực tế thì đừng có nói là khỏa lấp cái chỗ của Huy Toàn. Trung Vinh chưa cạnh tranh được với bất kỳ một cầu thủ nào ở cùng vị trí tại câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh cả. Ngay cả khi tập luyện mà Trung Vinh vẫn còn phải dự bị cho cái đội hình đang tập luyện nữa thì các bạn phải hiểu là chưa đạt theo đúng cái đánh giá của ban huấn luyện câu lạc bộ Thành phố. Con chào chú Đặng Văn Năm. Bạn Ngô Viết Sơn, hãy nhận định về đội tuyển Việt Nam Dũng ơi. Xin cảm ơn anh Ngô Viết Sơn ạ. Đội tuyển Việt Nam ngày hôm nay đã hội quân. Đây có lẽ là một đội hình mà tương đối là ổn và chắc chắn là không còn vấp phải cái sự hoài nghi của dư luận nữa. Và dư luận cũng không còn đánh giá gì nữa. Tại vì đây là đội hình mà đã quá quen thuộc thời huấn luyện viên Park Hang-seo rồi. Chỉ có một vài những cái trường hợp được gọi là hiếm hoi thôi, đó là Võ Minh Trọng hay là Nguyễn Văn Tùng, Đình Bắc là mới nổi thì không nói. Còn lại là Thái Sơn hay Ngọc Sơn, đó cũng không quá nhiều. Còn lại đều là những gương mặt rất quen thuộc: Vũ Văn Thanh, Hồ Tấn Tài, Bùi Hoàng Việt Anh, hay là Bùi Tiến Dũng, Nguyễn Thanh Bình, Đỗ Duy Mạnh, Nguyễn Thành Trung, Phan Tấn Tài, vân vân. Công Phượng, Văn Toàn, Tiến Linh, Nhâm Mạnh Dũng, Quang Hải, Lê Phạm Thành Long, đó. Nguyễn Hoàng Đức là quá quen thuộc rồi. Thậm chí là Triệu Việt Hưng hay Nguyễn Hai Long. Cho nên là đội hình này tương đối là ổn. Và bây giờ thì có lẽ là cái mục tiêu cuối cùng cái là chúng ta chờ xem là huấn luyện viên Philip Thuse ông sẽ lắp ráp đội hình và chuẩn bị cho các cầu thủ cái phương án nào để đối đầu với Indonesia tại Gelora Bung Karno thôi. Ngày mai thì rất tiếc là trong cái buổi tập đầu tiên thì Liên đoàn bóng đá Việt Nam cũng đã gửi cái thông báo rồi. Tức là theo cái quy định của huấn luyện viên Philip Thuse thì ngày mai báo chí không được phép tác nghiệp. Ngày mai truyền thông của liên đoàn sẽ quay clip và gửi đến cho báo chí sử dụng. Cho bao nhiêu xài bấy nhiêu. Ngày mốt, tức là ngày 15 thì là bắt đầu là báo chí được phép tác nghiệp 15 phút đầu buổi tập. Ngày 15, ngày 16 và ngày 17 sẽ là 3 ngày liên tiếp báo chí được phép tác nghiệp. Ngày 18 thì tập chuyên môn nên là báo chí không được tác nghiệp. Ngày 19 là đội lên đường sang Indonesia. Chiều ngày 19, ngày 20 sẽ là 2 ngày tập luyện ở Indonesia. Sau đó ngày 21
là thi đấu với Indo luôn rồi. Đá vào lúc 20:30, đá hơi muộn một chút. Hy vọng là quý khán giả sẽ được thưởng thức một trận đấu hay của thầy trò huấn luyện viên Philippe Thuchet. Xin chào bạn Nghĩa Trần Taiwan, cầu thủ Công An Hà Nội bật huấn luyện viên rồi, đá không có nhiệt, nhìn là biết không muốn đá. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Nghĩa Trần Taiwan. Thực tế thì không có chuyện đó rồi. Một cái thông tin mà mình nắm rất là chắc, đó là người đưa ra các cái quyết định, là lãnh đạo của đội Công An Hà Nội đưa ra quyết định là đưa mời anh Kiatisak về. Thì ngay lập tức là tất cả đều nhận được cái sự ủng hộ rất lớn. Cho nên là anh Sắc làm gì thì làm, anh ấy sẽ ngồi yên ở cái ghế đó. Cho nên là ở dưới mà có biểu hiện không tốt là dính trưởng liền với anh Sắc, dính trưởng liền với lãnh đạo của câu lạc bộ Công An Hà Nội. Nên là không có chuyện là bật huấn luyện viên nữa đâu ạ. Xin chào bạn Hiếu Hoàng. Chào em Dũng. Anh cảm nhận một năm nay là ông Thuchet không đọc được trận đấu, thế mà thua trước là hầu như không lật lại được tình thế và cũng không linh hoạt khi thay người để thay đổi trận đấu sau khi thua. Em xin cảm ơn chia sẻ của anh Hiếu Hoàng. Nói tóm lại là cái kết quả quãng thời gian vừa rồi là coi như bỏ ở đây tức là quá dở, quá chén, nó không cần phải nói nữa, chúng ta ai cũng đều thấy cái điều đó rồi. Bây giờ là cái thời gian tới đây thôi, có vực dậy được hay không thì cũng chỉ có huấn luyện viên Philippe Thuchet và chính các cầu thủ mới trả lời được thôi. Còn cái thời gian vừa rồi chúng ta kỳ vọng gì nữa, chúng ta phân tích làm gì nữa, thua là thua, chúng ta thấy luôn cái cảnh đó rồi. Bây giờ là liệu là có vượt qua được để mà tốt hơn lên hay không thôi, đúng không ạ? Hy vọng là mọi thứ sau cơn mưa đi, trời lại sáng đi, mọi thứ nó sẽ tốt lên. Chứ thực tế thì cái mình coi nhiều trận đấu chúng ta thấy rồi, có các cái bình luận theo cái giọng điệu là nào là thấy cái tín hiệu tốt lên rồi, ok yên tâm đi, nhưng mà kết quả cuối cùng vẫn là thua. Mà thua thì vô ích, mọi cái nói biện hộ là vô ích, phải chứng minh bằng cái kết quả. Bây giờ đó là cơ hội đó, hai trận đấu để chứng minh. Sắp tới đây vượt qua được Indonesia, không cho họ vượt qua chúng ta trên bảng xếp hạng là cái mục tiêu phải đề ra và phải làm được. Còn nếu không thì ông Thuchet cũng không thể giữ được chiếc ghế của mình. Xin chào bạn Audi Watch. Từ lúc Viettel kéo Đức Chiến, chờ Dũng xíu ạ, đây xuống chơi trung vệ, đẩy Tấn Tài ra cánh, điểm yếu nơi phòng thủ đã bị xóa bỏ. Công An Hà Nội công mấy cũng chả làm gì được, hy vọng ông Thuchet cũng sẽ làm như vậy. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Audi Watch. Xin chào bạn Lê Xuân Quý. Hai Dũng, Dũng có thể chia sẻ chi tiết về hợp đồng của Tấn Anh về Nam Định đi. Em xin cảm ơn câu hỏi của Lê Xuân Quý. Như Dũng cũng đã nhận định rồi là Tuấn Anh sẽ về, đã về Thép Xanh Nam Định và với một cái bản hợp đồng rất là dài. Bạn ấy sẽ hết nửa mùa là với tư cách là mượn, nhưng mà sau đó là một cái hợp đồng dài hạn họ sẽ ký với Tuấn Anh. Ông Lê Quốc Phong thì giám đốc điều hành của Thép Xanh Nam Định cũng đã trả lời cái thông tin này ở trên báo Dân Việt cách đây 2 ngày để xác nhận là họ đã mất rất nhiều thời gian để thương thảo với Tuấn Anh với một cái hợp đồng dài hạn, đã nói rất là rõ ràng rồi ạ. Bạn Võ Văn Hải, hai trận đến mà để Phan Tấn Tài đá trung vệ nữa thì sợ còn toan nữa. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Võ Văn Hải ạ. Chú Đặng Văn Năm, Đình Bắc ơn này chưa trả mà vội dứt áo ra đi. Con cảm ơn chia sẻ của chú Đặng Văn Năm ạ. Bạn Tết Lâm, rồng Komodo nó bao lớn anh? Theo em thì ông Thuchet chưa giúp được nhiều cho bóng đá Việt Nam, anh thấy sao? Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Tết Lâm ạ. Rồng Komodo thì nó như con cá sấu vậy đó, nó cũng tầm tầm cái kích thước đó. Còn về trường hợp của huấn luyện viên Thuchet thì chưa làm được cái gì cả. Nói chung là đi đến đâu thì thua đến đó. Bây giờ cơ hội đó, sắp tới rồi.
cố gắng để mà lấy lại cái niềm tin của người hâm mộ thôi. Xin chào bạn Nguyễn Phùng Tâm. Anh Trung Đào, hai vlog ngoài đường pit, Công an Hà Nội thua Viettel 0-1 trong thế trận khá là bế tắc. Dạ đúng rồi. Ở phút cuối cùng còn thậm chí là đưa cả Philip Nguyễn lên để chơi tấn công nữa, nhưng cũng không thành. Xin chào bạn Biển Động. Chào anh nhé, em tổ chức giải ao làng xã Thụy Chính. Tết vừa rồi đã bắt tay anh, chúc anh thành công. Ồ, Dũng cảm ơn bạn rất là nhiều. Cái đoạn clip đó thì cũng view rất là cao, hình như là 60 mấy ngàn view. Xin cảm ơn bạn Biển Động đã ủng hộ. Xin chào anh Vũ Văn Phồn. Nếu được chọn thì Dũng chọn đội hình tuyển Việt Nam thế nào để đấu trận lượt đi với Indonesia sắp tới? Hôm qua thì Dũng cũng đưa ra một cái dự đoán của bản thân Dũng thôi. Thì đó là thủ môn dĩ nhiên là vẫn là Philip Nguyễn rồi. Còn ở vị trí các hậu vệ thì một bên sẽ là Vũ Văn Thanh, một bên sẽ là Võ Minh Trọng. Ở giữa sẽ là Duy Mạnh và Bùi Hoàng Việt Anh. Ở tiếng trên nữa thì sẽ có Đỗ Hùng Dũng và Nguyễn Thái Sơn. Còn hai biên sẽ là Phạm Xuân Mạnh và có thể là Quang Hải. Ở trên cùng sẽ là Tiến Linh đá cắm và hộ công là Nguyễn Hoàng Đức. Đây là cái dự đoán của Dũng cho cái đội hình xuất phát ở trận gặp Indonesia tại sân Gelora Bung Karno. Xin chào bạn Lê Thắm, một like cho anh. Dũng xin cảm ơn rất nhiều ạ. Bạn Bóng Đá Việt Nam cho mình hỏi là Quảng Nam còn được đi tiếp tại cúp quốc gia không áp sau khi thua Hải Phòng? Không, bị loại rồi. Xin chào bạn Trần Bảo, Công an Hà Nội gặp đúng khắc chế cứng là Viettel. Xin chào bạn Lường Hữu Thiệp, vào là like cho em rồi nha. Xin chào bạn Hà Tĩnh Mình ơi, bạn Hoa Sen, bạn Dũng Trần, anh Dũng. Anh có làm tour đi du lịch Nhật Bản không? Anh không, tại vì anh cũng chưa bao giờ đi Nhật Bản luôn. Nên là để mà hỏi là anh có làm được cái tour không thì anh trả lời là anh không đủ trình để làm. Anh không đủ trình để làm. Thứ hai là cũng chưa có một cái dịp nào, một cái sự kiện nào để có thể là đi Nhật Bản để khám phá. Cả bản thân anh cũng còn chưa được đi nữa mà. Phải đi, ví dụ mình đi rồi mình tìm hiểu, mình phải biết được về sơ sơ về các cái địa điểm ở Nhật. Sau đó mình phải tìm các cái đối tác ở bên đó, họ đứng ra họ làm tour thì mình mới dám làm. Chứ còn bình thường đùng một cái mà kêu làm, mình sợ không đủ năng lực để làm. Còn non lắm. Xin chào bạn Nguyễn Sen. Anh Dũng ơi, anh nghĩ là nếu sau này các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai khóa 1 có ai muốn về Hoàng Anh Gia Lai, liệu Bầu Đức có giang vòng tay đón các bạn ấy không ạ? Xin cảm ơn bạn Nguyễn Sen. Mình nghĩ là với Bầu Đức thì luôn luôn là giang rộng vòng tay thôi, không phải là vấn đề gì lớn cả. Ngay cả lò Nutifood mà khi mà thông tin sẽ giải thể vào cuối tháng 6 tới đây á, thì là Bầu Đức cũng đã lên tiếng là sẽ nhận các cái cầu thủ của còn lại của lò mang về Hoàng Anh Gia Lai và tiếp tục cho các bạn ấy ăn tập ở lò Hoàng Anh Gia Lai. Xin chào bạn Phan Ngân. Bữa coi lịch tưởng thứ tư Hoàng Anh Gia Lai đá là gặp anh Nhô luôn, ai dè giờ coi Hoàng Anh Gia Lai trước, còn anh Nhô đợi tới vòng cuối lận. Ủa? Tháng 4 Hoàng Anh Gia Lai đã là gặp anh Nhô luôn, ai dè giờ. Hiểu ý của bạn Phan Ngân rồi. Tức là bây giờ là Tuấn Anh là chuyển qua Thép Xanh Nam Định đúng không? Cho nên là Quảng Nam sẽ gặp Thép Xanh Nam Định ở vòng cuối V-League đúng không? Dũng ơi, cảm ơn bạn Phan Ngân rất nhiều. Xin chào bạn Nguyễn Long. Công an Hà Nội thiếu tiền đạo chất lượng, phải thay ngoại binh, John Clay chắc lại về Công an Hà Nội. Xin chào bạn Tâm Hà, trong quá khứ có đội hạng nhất nào đạt được cúp quốc gia không vậy em Dũng? Em không nhớ luôn anh ạ, em không nhớ nổi. Cái này cả nhà chịu khó search Google giùm Dũng. Xin chào bạn Đức Hùng, Dũng có nghĩ Zico Thái tương lai bị sa thải nếu một hay hai trận không tốt? Dạ, bất khả xâm phạm luôn ạ.
Đây là một nhân vật bất khả xâm phạm lúc này ở câu lạc bộ Công an Hà Nội. Chỉ có cầu thủ hoặc là ai đó ra đi, chứ anh Sắc thì anh ấy không bao giờ đi ạ. Đây là một nhân vật để được trao đổi, được mượn bằng mọi giá về. Thì dĩ nhiên là lãnh đạo đứng ở sau lưng rồi. Một cái tựa lưng, một cái chống lưng vô cùng là vững chãi rồi. Không sao cả. Chúng ta cũng đã từng nghe đến câu chuyện là câu lạc bộ Thể Công Viettel đưa anh Nguyễn Đức Thắng về, đúng không ạ? Và anh ấy cũng vững như bàn thạch, mặc dù là trải qua một loạt các cái trận đấu liên tiếp là toàn hòa và thua. Để rồi bây giờ là Thể Công Viettel với anh Nguyễn Đức Thắng đã có hai cái chiến thắng liên tiếp rất ấn tượng trước Công an Hà Nội. Thì ở phía câu lạc bộ Công an Hà Nội cũng vậy, anh Kia Thi Sắc đằng sau anh bây giờ là một cái cột chống có thể nói là vô cùng vững chắc, không sợ gì cả. Xin chào bạn Hoàng Quốc Hưng. Cháu bỏ câu hội quân đi nhé, nghe cứ nói tập trung là chuẩn, cái kia không gì hay mà nghe quê quê. Cái này thực ra là cái câu cũng quen miệng của giới bóng đá rồi ạ. Cho nên là Dũng xin phép là vẫn dùng từ hội quân ạ. Tại vì hầu như là mọi người trong giới bóng đá đều dùng cái từ hội quân hết, quen miệng hết với nhau rồi. Nên là Dũng cũng xin phép là dùng theo đúng cái văn phong của các bạn cầu thủ, huấn luyện viên hay tất cả mọi người đều dùng cái từ hội quân ạ. Cũng quen miệng rồi. Xin chào bạn Quyết Nguyễn, nghe thấy nói Hoàng Anh Gia Lai thắng 2 trận vừa rồi nhưng không được thưởng, có phải vậy không Dũng? Dạ, cái này thì Dũng không có biết đâu ạ, cái này là Dũng bó tay, Dũng không có hỏi về tiền bạc với anh em cầu thủ. Xin chào bạn Kim Minh Dung, Đình Bắc không đáp ứng được chuyên môn à ác? Không, liên quan đến tiền, nói tóm lại là liên quan đến tiền, nghe câu chuyện mà không đồng ý gia nhập Hà Nội FC là mình đã đoán ngay đến cái vấn đề, mà lại còn nghe từ những cái thông tin nói về người đại diện này nọ nữa thì mình nghĩ rằng là nó nằm ở vấn đề tiền bạc rồi. Xin chào bạn Diệp Huyền, Công an Hà Nội toàn ngôi sao mà đá cả trận không có pha bóng nào ra hồn, huấn luyện viên đọc trận đấu quá kém luôn. Sắc đi Hoàng Anh Gia Lai đá tốt luôn. Xin chào bạn Hữu Thịnh, sữa lốp Manto uống ngon không anh Dũng? Uống ok, và có rất là nhiều dòng để mình lựa chọn, vừa có dòng sữa vừa có dòng nước trái cây. Đây nè, giống như này là một chai nước trái cây mà mình đang uống, mình để tủ lạnh xong rồi sáng mình đi làm là mình sẽ mang theo một chai này uống luôn. Rồi sữa chua nữa, uống sữa chua rất ngon. Xin được chia sẻ với bạn. Xin chào bạn Trần Ngọc Chí, Công an Hà Nội không bổ sung tuyến trung vệ Tây với tiền vệ phòng ngự tổ cao tranh chấp tốt thì sẽ dễ vỡ trận và thua đội yếu. Xin chào bạn Nguyên Khang, theo anh thì Đình Bắc có qua Công an Hà Nội không? Vì người đại diện của Bắc nói là còn có nhiều đội mạnh khác quan tâm đến Đình Bắc. Xin cảm ơn câu hỏi của bạn Nguyên Khang. Mình không rõ. Mình không rõ được cái trường hợp này. Nói tóm lại là hôm nay mới là ngày 13, còn 10 ngày nữa thị trường chuyển nhượng hoàn toàn có thể xảy ra rất là nhiều những cái thương vụ thú vị. Thì chúng ta cứ chờ thôi. Xin chào bạn Thu Diễm. Bạn Gông, Sông Lam, Nghệ An quá yếu kém, Dũng nhỉ, đá sân nhà với Đà Nẵng vẫn thua. Mình nghĩ mùa giải này Sông Lam, Nghệ An xuống hạng 100% Dũng ơi. Thực tế thì Dũng chưa bao giờ nghĩ là Sông Lam, Nghệ An là đội xuống hạng cả. Và ngày hôm qua thì Dũng cũng đã trả lời cái câu hỏi này rồi. Xin chào bạn Cao Đăng Quỳnh, bạn Phạm Thị Duyên, bạn Hân Run Store. Hùng Dũng phỏng vấn VTV Cap nói về Tấn Anh hay quá anh Dũng. Xin cảm ơn bạn chia sẻ. Mình cũng không xem, không có thời gian để xem.
Xin chào bạn Lộc Lê, bạn Nga Trần, bạn Hùng Trinh. Trước trận đấu với Indo, những comment chê trách ông Tuse theo mình không nên đọc. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Hùng Trinh. Xin chào bạn Ngô Viết Sơn, hãy nói về đội tuyển Việt Nam. Ủa, lúc nãy Dũng đã trả lời câu này rồi đúng không ạ? Xin chào bạn An Trịnh. Dũng ơi, anh hỏi liệu ban huấn luyện có ghi nhận Văn Thắng ghi bàn để gọi lên đội tuyển không em? Dạ, em cảm ơn câu hỏi của anh An Trịnh ạ. Danh sách đội tuyển đóng khung rồi, không có bổ sung bất kỳ một ai đâu ạ. Xin được chia sẻ với anh An Trịnh ạ. Trình cỡ Văn Thắng thì có, mà V-League thì có một rổ, nhưng mà cũng một rổ ở nhà rồi. Xin được chia sẻ với anh ạ. Văn Thắng thì thực tế là cũng không phải là hay gì nữa, bạn ấy cũng đã già rồi. Bây giờ đội tuyển người ta đang hướng tới trẻ hóa lực lượng rất nhiều rồi, và quá nhiều cầu thủ cỡ mà hay như Văn Thắng thì quá nhiều ở V-League. Xin chào bạn Lê Lộc. Thanh Sơn, Đình Lâm đều đá tốt thời huấn luyện viên Vũ Tiến Thành. Không hiểu vì sao Sắc lại không tạo cơ hội dần dần cho họ đá để tiến bộ. Thực sự thì Đình Lâm được đá rất nhiều, được đá từ mùa năm ngoái đến giờ rồi mà. Còn với Thanh Sơn thì bạn ấy cũng đã có 1-2 trận dưới thời của huấn luyện viên Kiatisak rồi. Tuy nhiên là cũng chỉ vào khoảng 15-20 phút cuối thôi. Thì dĩ nhiên là chúng ta phải hiểu được một cái thực tế là chúng ta không thể đòi hỏi một huấn luyện viên phải dùng hết tất cả các cầu thủ. Tại vì làm sao mà được khi mà cái trình của Tuấn Anh, rồi trình của Minh Vương và Châu Ngọc Quang vẫn còn đầy ở đó. Thì dĩ nhiên là khi người ta đã quen thuộc với một cái bộ khung chắc chắn rồi thì những bạn kia phải chờ đợi cơ hội thôi. Đó, chứ làm sao chúng ta lại đi đặt ra cái vấn đề là tại sao Sắc không dùng. Ủa vậy chứ trước Thanh Sơn thì đang là ông Tuấn Anh với ông Minh Vương với ông Châu Ngọc Quang vẫn đang đá mầm. Làm sao mà cứ phải từ từ thôi chứ. Xin chào bạn Nga Trần. Minh Trọng lên U23 hay lên đội tuyển về anh? Anh đang để cái danh sách ở trên màn hình luôn nè bạn Nga Trần. Em đặt ra rất nhiều các cái câu hỏi mà rất là kiểu em không xem, em không quan tâm đến bóng đá luôn, em mới đặt ra những cái câu hỏi đó. Anh lưu ý lại cho Nga Trần một lần nữa. Rất nhiều khán giả có nhắn riêng cho anh là không đọc câu hỏi của em nữa. Bởi vì họ kiểu họ rất là ức chế khi phải nghe những cái câu hỏi theo kiểu ngây ngô như vậy. Nhưng mà anh nói là phải thông cảm, tại vì luôn tôn trọng khán giả, đọc từ trên xuống dưới theo đúng thứ tự mọi người bình luận. Nhưng mà nếu nói thiệt là em đặt ra những cái câu hỏi mà anh không hiểu là em có xem thông tin không nữa. Mà ngay cả một cái màn hình nó đang để cái chữ Võ Minh Trọng với đội tuyển quốc gia mà em vẫn còn đặt ra câu hỏi. Xin chào bạn Đức Hùng. Theo mình nghĩ thì Công an Hà Nội sẽ thay ngoại binh, nếu không rất khó vô địch. Xem hai trận mình thấy Di Cô Thái bị bắt bài phòng ngự phản công bất lực của thể công Viettel, Dũng nghĩ sao? Xin cảm ơn chia sẻ của anh Đức Hùng ạ. Đó là lý do mà vừa rồi thì anh Sắc anh ấy muốn lấy Sầm Ngọc Đức về. Rất là muốn lấy thêm Sầm Ngọc Đức về, cho cái tiếng giữa của Công an Hà Nội nó trở nên chắc chắn hơn. Thực tế thì vị trí trung vệ, nếu cả nhà để ý sẽ thấy rằng là cái vai trò tiền vệ trụ ở câu lạc bộ Công an Hà Nội chưa tốt, và luôn đặt Bùi Hoàng Việt Anh vào cái tình thế là trận nào cũng phải cứu nguy, trận nào cũng phải cứu thua, và phải gồng người lên để mà đá rất nhiều, vất vả. Rồi Hồ Tấn Tài cũng vậy, rất là vất vả cho các bạn ấy. Xin chào bạn Nguyễn Tân. Hello anh, chiều nay nhìn qua máy khán đài A, tưởng đâu là bên ban huấn luyện đội Bình Dương, lên Facebook mới biết là anh. Không hiểu sao FPT không đặt máy trên máy để góc quay cao hơn xí anh nhỉ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Tân. Sau khi mà mình đi lên cái máy và mình quay hết hiệp 1 thì là mình đi xuống, phía ban tổ chức có ra nói với mình nguyên nhân là FPT không được phép đặt máy ở trên đó nữa, và cũng nói mình là thôi đừng leo lên nữa. Tại sao lại như vậy? Tại vì ở trên đó không có thiết bị thu lôi, cho nên là lỡ xui xui mà trời mưa hay cái gì mà sét đánh xuống là đỡ không kịp đâu. Mình nghe xong mình sợ.
Với lại từ giờ là khuyến cáo là không trèo lên đó nữa rồi, bởi vì cái mái nó cũng cũ rồi, nên là cũng không còn an toàn cho người làm nhiệm vụ nữa, bên truyền hình nữa. Nên là bây giờ truyền hình đứng ở dưới, phía dưới luôn để quay rồi, cho nên là cái góc nó càng thấp hơn. Nhưng mà bây giờ do mất an toàn nên là thôi cố gắng là đứng ở dưới quay vậy. Xin chào bạn Phạm Hồng Tuyên. Chào em, cho anh hỏi là Phan Văn Đức khi nào thì thi đấu được em? Bạn ấy hoàn toàn có thể thi đấu trong tháng 4 này là được rồi. Thấy Đức tập rất nhiều rồi. Và hôm vừa rồi thì em có hỏi anh Trần Tiến Đại, anh Đại có nói là Đức tập ok rồi, chờ quay lại thôi. Tại vì cái vừa rồi thì cũng chưa đăng ký, cái giai đoạn được đi là chưa đăng ký Đức. Bây giờ là đang xem xét là đăng ký. Xin chào bạn người có đạo đức. Không có huấn luyện viên nào giỏi hết, đội bóng chiến thắng cũng là nhờ cầu thủ thôi. Ông Park ổng ấy cũng không giỏi, ông ấy rất giỏi là đằng khác. Bạn không biết thì đừng đưa ra cái đánh giá. Bạn phải nghe các cầu thủ thời ông Park đánh giá về cái sự tập luyện và cái sự chuẩn bị nó kỹ lưỡng đến cái mức nào. Và khi mà thi đấu rồi, nhiều cầu thủ mới ồ lên là hóa ra là thầy đã dạy cho bọn mình dạy đi dạy lại các cái động tác đó, đều là có cơ sở. Đều là có cơ sở vì khi vào trận đấu thì đến đúng một cái thời điểm là nó có thể áp dụng được đúng cái bài tập đó để mà ghi bàn, để giải quyết cái thế trận. Vậy thì giỏi không ạ? Vậy là quá giỏi chứ không phải là giỏi thường. Nhưng mà có may mắn không ạ? Chắc chắn là phải có may mắn thì mới có thành công. Chứ không thể là phủ nhận là ông Park không có may mắn đâu. Phải có may mắn giúp sức. Nhưng mà có giỏi không? Chắc chắn là rất giỏi. Nói cái chuyện là ông Park cũng không giỏi. Ông Park không giỏi, 5 năm mà kêu không giỏi. Bạn đưa ra một cái nhận định như vậy mà bạn cũng chấp nhận được. Vậy mà cũng kêu là đi bình luận, đi vô để mà comment bình luận vô trong bóng đá. Xin chào bạn Trinh, hy vọng là Công Phượng sẽ tỏa sáng ở trận gặp Indo. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Trinh. Vấn đề là Công Phượng phải được ra sân. Phải ra sân đã. Hy vọng là Phượng sẽ đá đúng như cái sự tự tin mà bạn ấy đã trả lời trong cái phần trả lời phỏng vấn vào chiều ngày hôm nay với báo chí ở Hà Nội. Xin chào bạn Phạm Cường, đội hình đội tuyển Việt Nam sắp tới sẽ có nhiều cầu thủ họ Nguyễn thi đấu anh nhỉ? Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Phạm Cường. Xin chào bạn Su Nguyễn, bản thân tôi không ủng hộ ông Tuse. Tuy nhiên hiện tại theo tôi chúng ta nên ủng hộ đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng trước Indo, cả hai trận đi và về, vì đây là màu cờ sắc áo, sau hai trận này thì tính sau. Cái này là chắc chắn rồi ạ. Cái này là phải chắc chắn là phải ủng hộ rồi. Vì cái mùa giải của V-League thì nó cũng có giới hạn. Nó diễn ra ví dụ tháng 6 là xong, tháng 7 thêm 1-2 trận nữa là hết rồi. Sau đó là nghỉ đến tháng 10. Nguyên một cái giai đoạn trống nè. Rồi quay trở lại chỉ V-League rồi đến cái giải ASEAN Cup. Đó. Rồi năm sau là năm lẻ thì lại đến SEA Games. Nhưng mà nếu đội tuyển mà được đá cái vòng loại thứ 3 World Cup, tức là có 10 trận. Có tổng cộng là 10 trận, tại vì một bảng sẽ có 6 đội đúng không? Đá 10 trận lận. Thì thứ nhất là sướng, chúng ta được tháng nào chúng ta cũng sẽ được coi đội tuyển tập luyện và thi đấu. Có nhiều câu chuyện để chúng ta nói. Nên là phải ủng hộ là cái điều đương nhiên ạ. Xin chào bạn Đức Nguyễn, việc theo đá phòng ngự phản công mà ở trên có Pero thì lên phát nào ngon ăn phát đó. Hôm nay Pero đá hay quá. Hôm vừa rồi đá rất là hay rồi, nhưng thực sự ngày hôm nay thì bây giờ ngày hôm nay là Công an Hà Nội họ đã kèm cái cầu thủ này kỹ hơn, nhưng mà vẫn không thể kèm được hết trận đấu. Thực sự là bạn này hay, mua đúng đáng đồng tiền bát gạo. Xin chào bạn Phạm Thuận, bạn Phạm Thị Sáng. Xin chào bạn Tính Phạm, bạn Vũ Thiện. Dũng làm du lịch nhiều, đổi nick thành Dũng Travel. Xin cảm ơn anh Vũ Thiện ạ. Em vẫn chỉ dùng ngoài đường pit thôi ạ. Nó là thương hiệu rồi ạ. Dùng Travel nghe nó chúi chúi gì đâu.
Bạn tính Phạm anh ơi, tính ra đội tuyển Việt Nam mình tâm lý thoải mái, có khi làm nên chuyện anh ơi. Hai trận hòa sắp tới là có được coi là quá là tồi tệ quá không anh? Không đâu, nếu mà hòa hai trận thì dĩ nhiên là Indo đâu có vượt qua được chúng ta, đúng không ạ? Chúng ta vẫn sẽ giữ được cái vị trí nhì bảng cái đã. Và lúc đó chúng ta sẽ tính toán được nhiều hơn khi mà đối đầu với Philippines và Iraq vào tháng 6. Cứ làm thế nào đừng để cho Indo qua mặt mình. Em chào anh Nguyễn Hữu Thanh ạ. Tội nghiệp cho anh Kiatisak, hôm nay lại thua trận nữa rồi. Và hai trận liên tiếp thì chắc chắn là rất là lo lắng ạ. Hy vọng là mọi thứ sẽ tốt hơn khi mà V-League quay trở lại. Xin chào bạn Wop Homa. Anh Dũng ơi, em xin phép hỏi anh, không biết những ngày đội V-League không đá, mình có thể vào sân vận động tham quan không anh? Anh không rõ. Tại vì anh xin được chia sẻ là có một số các cái sân á, đâu để thử nhớ coi, có một số các cái sân là cho người dân vào để tập thể thao, nhưng mà có những cái sân thì không cho. Sân Thống Nhất là chỉ dành cho vận động viên điền kinh hoặc tập, còn lại hình như là không cho. Hoặc là sau cái giờ, hình như có cái giờ quy định, hình như là sau 5 giờ chiều là cho người dân vô, thì em có thể vào cái giờ đó. Tại vì anh nhớ là có một số sân là 5 giờ là anh thấy là rất là nhiều người dân là họ đi vô, họ đi bộ, họ đi tập thể dục ở trong sân. Mình nghĩ rằng là có thể là cho đó. Mà không biết là bạn hỏi cụ thể được cái sân nào á, để mình hỏi thì mình sẽ trả lời được. Tại vì cái này ví dụ hỏi thì mình gọi cho cái bên quản lý sân á, mình hỏi thử coi là họ có cho vào bình thường hay không á. Xin chào bạn Vũ Thiện. Hà Nội FC và Quảng Nam không có tí chuyên nghiệp nào, chưa đàm phán đã để cầu thủ đến tập và rồi hợp đồng không thành làm ảnh hưởng đến cầu thủ. Mình nghĩ Đình Bắc sẽ bị ảnh hưởng tâm lý khi thi đấu đội tuyển. Xin cảm ơn chia sẻ của bạn Vũ Thiện. Xin chào bạn Jin nam nữ giá sỉ lẻ. Cầu thủ Messi Hà Tĩnh giờ sao rồi anh Dũng? Dũng không biết cầu thủ này ạ. Xin chào bạn Su Nguyễn. Chưa có đội nào ở hạng nhất vô địch cúp quốc gia nhé Dũng. Đội đầu tiên vô địch là Cảng Sài Gòn, nay là câu lạc bộ Thành phố Hồ Chí Minh, là năm 1992. Đội gần nhất vô địch là Đông Á Thanh Hóa năm 2003. Nhưng mà cũng là không có đội ở giải hạng nhất vô địch cúp quốc gia đúng không ạ? Xin chào bạn Tuấn Võ. Anh Sắc hay đóng khung đội hình chính, khi có một vị trí bị mất thì không ai thay thế nổi, do không được đá nhiều và lao đao, để ý từ thời Hoàng Anh Gia Lai. Xin chào bạn Lê Thịnh. Đội hình công an Hà Nội nhiều tuyển thủ như vậy mà Kiatisak không biết làm gì thì quá tệ. Xin chào bạn Nguyễn Thang. Mình nghĩ Phan Tuấn Tài, Minh Trọng là điểm yếu của đội tuyển, Dũng nghĩ sao? Các bạn ấy mình thấy rất là nỗ lực, trẻ nhưng mà đá rất là nỗ lực, rất là tự tin. Ngày hôm nay mình cũng xem Phan Tuấn Tài đá trận với công an Hà Nội đá rất là tốt. Còn lên đội tuyển thì cũng tùy trận. Hồi trước chúng ta ca ngợi Phan Tuấn Tài rất nhiều, dành rất nhiều lời khen cho em ấy ở cấp độ U23 với những cái đường truyền mà đặt đồng đội vào cái tư thế ghi bàn rất là tốt. Vậy thì tại sao chúng ta không tiếp tục ủng hộ và chờ em ấy sẽ tốt hơn lên khi mà ở đội tuyển? Chào bạn Nguyễn Sen. Trước em có dịp đi tham quan Học viện Hoàng Anh Gia Lai và được gặp Tuấn Anh và Bồ Đức. Hôm đấy vẫn có anh Dũng, mà giờ muốn đi một chuyến mà giờ Tuấn Anh đi rồi buồn quá nè. Giờ chỉ còn Minh Vương nữa ạ. Xin cảm ơn bạn Nguyễn Sen. Cái này là tâm lý chung của nhiều thành viên trong đoàn du lịch trước đây luôn á. Nhiều người cũng rất là buồn khi mà Tuấn Anh chia tay. Nhưng mà mình cũng nói rồi là cái sự thay đổi nào thì nó cũng có cái giá trị lớn của nó cả. Và mình cũng chia sẻ cho mọi người thì mọi người cũng hiểu.
thấy cũng ổn hơn, không vấn đề gì. Xin chào bạn Huỳnh Chí Lộc, ông Park không giỏi mà là quá giỏi. Xin chào bạn Trịnh Đình Đình, ông Đại về Hoàng Anh Gia Lai rồi mà sao hôm nay lại thấy ngồi trong ban huấn luyện của Công an Hà Nội Dũng nhỉ? Dạ, coi clip của Dũng xong ban lãnh đạo bảo là không cho ông đi nữa. Dạ, em xin được chia sẻ. Nhiều người coi clip của Dũng xong là quay kèo hết, thay đổi lại hết. Thấy nói đúng quá, thấy dự báo kinh quá, phải buộc phải thay đổi liền, sợ. Xin chào bạn Mạnh Bùi, hy vọng là đội tuyển của chúng ta lấy lại vị thế và lòng tin trong người hâm mộ. Cá nhân em luôn ủng hộ đội tuyển bất cứ hoàn cảnh nào. Xin chào anh Đào Mạnh Cường, Dũng ơi, Đình Bắc trở về Quảng Nam thì được thi đấu nhiều, chứ ở Hà Nội FC thì ngồi ghế dự bị thôi. Xin cảm ơn chia sẻ của anh Đào Mạnh Cường ạ. Xin chào bạn Nguyễn Hoa, các cầu thủ giỏi nhưng cách sử dụng như thế nào với huấn luyện viên chú C này? Mình nghĩ ông này không có bài vở nên cô sợ là không thắng được Indo. Xin chào bạn Nguyễn Nguyên, VFF có thuê bác sĩ tâm lý cho đội không anh Dũng? Mình không rõ, hình như không có bác sĩ tâm lý, chỉ có bác sĩ phục hồi chấn thương và chữa trị chấn thương thôi, không có bác sĩ tâm lý. Bạn Tính Phạm, sắp tới rồng vàng sẽ solo với rồng Komodo. Và rồng vàng của mình sẽ nuốt chửng con rồng Komodo anh ơi. Cảm ơn chia sẻ của Tính Phạm. Xin chào bạn Văn Nguyễn, ông Vũ Tiến Thành là một huấn luyện viên giỏi. Dạ, xin cảm ơn anh Văn Nguyễn ạ. Xin chào bạn Nguyễn Xuân Khoa, chào cháu Dũng, chú Khoa góp ý với Dũng, mấy người chê thầy Park, những người ấy, một là họ chọc cháu Dũng, hai là họ không biết gì về bóng đá cho nên cháu Dũng không đọc những lời comment dạng đó làm gì. Dạ, con cảm ơn chú Khoa, nhưng mà mọi người phải thông cảm giùm Dũng ạ. Đọc, Dũng đâu có đọc trước câu hỏi rồi Dũng mới quyết định là đọc hay không. Dũng luôn có một cái tiêu chí là ví dụ mọi người đặt câu hỏi thì Dũng cứ lướt theo đúng từ trên đầu lướt xuống, theo đúng thứ tự là ai vào sớm nhất đặt câu hỏi thì Dũng đọc. Đến lúc Dũng đọc rồi thì nó đã xong cái câu rồi thì Dũng mới suy nghĩ coi là cái câu đó là cái gì để Dũng trả lời. Chứ không phải là vì Dũng đang dành cái sự tôn trọng rất nhiều cho mọi người. Dạ. Cho nên là câu hỏi Dũng đọc luôn, đọc xong rồi Dũng mới nghĩ, chứ đâu phải là Dũng đọc rồi Dũng mới ngồi Dũng lựa, không có làm vậy. Cho nên là vì vậy mà đã đọc ra hết rồi mọi người nghe rồi thì mới khuyên Dũng, thì nói thiệt là lúc đó còn đọc xong mất tiêu rồi còn gì. Nên là phải thông cảm cho Dũng là luôn theo đúng cái tiêu chí. Nhưng mà những ai mà đặt á, Dũng lỡ đọc thì đọc, nhưng mà Dũng block vĩnh viễn à. Dạ, Dũng block vĩnh viễn, Dũng không cho họ tái xuất nữa đâu ạ, không vào kênh được nữa đâu ạ. Thà mình giữ cái giá trị cốt lõi của cái kênh. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho Vlog Ngoài Đường Pit vào tối ngày hôm nay ạ. Ngày mai thì đội tuyển sẽ tập trung, mọi thông tin sẽ dồn hết vào cho đội tuyển Việt Nam, sẽ rất đáng chú ý. Hy vọng là Liên đoàn Bóng đá Việt Nam quay clip sớm rồi gửi cho anh em được sử dụng. Còn ngày mốt thì là cho phép báo chí vô tác nghiệp rồi, cho nên là lúc đó cộng tác viên của Dũng sẽ có nhiều hình ảnh đa dạng hơn. Xin được cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý khán giả dành cho Vlog Ngoài Đường Pit. Nếu yêu thích thì cả nhà có thể cho Dũng xin một like, share và subscribe cho kênh. Quý khán giả nào quan tâm có thể quan tâm đến tour du lịch bóng đá ngoài đường pit đi Indonesia thì ngày hôm nay cũng đã cận ngày rồi, thì cứ liên hệ với Dũng để Dũng check coi còn vé hay không thì Dũng sẽ báo.
còn cái tour cuối tháng này nữa, và cái tour đi Hà Nội để cổ vũ đội tuyển Việt Nam đá lượt về với Indo nữa. Thì quý khán giả nào quan tâm đến các cái chương trình thì có thể là liên hệ với Dũng qua số điện thoại 0909 608 754, Dũng sẽ tư vấn trực tiếp ạ. Rất cảm ơn quý khán giả đã dành thời gian để theo dõi chương trình của mình. Chúc cả nhà một buổi tối thật là ngon giấc. Xin được cảm ơn Lock Manto luôn đồng hành cùng Vlog và Đường Pit trong các chương trình tác nghiệp về bóng đá Việt Nam. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại cả nhà. Tặng ngay đi lấy lọc sinh xỉu khi mua 4 lốc sữa Lock Manto. Nhanh lên, số lượng có hạn.